Ngày 14 tháng 11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến thăm làm việc tại Quân đoàn 3. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5, đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo chỉ huy Quân khu 5 và binh đoàn 15. Kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại trung đoàn pháo binh 4 sư đoàn 10 và trực tiếp theo dõi đại đội 1 tiểu đoàn 10 về thực hành huấn luyện nội dung đại đội chiếm lĩnh làm công tác chuẩn bị bắn, sử dụng các loại máy thông tin liên lạc của người chỉ huy. Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương sự cố gắng nỗ lực của đơn vị đã có bước tiếp cận các vũ khí trang thiết bị mới và nhắc nhở đơn vị cần tiếp tục tìm hiểu cụ thể các loại trang thiết bị huấn luyện, nghiên cứu cải tiến trang thiết bị gắn sát với nhiệm vụ huấn luyện theo biên chế của từng chiến sĩ mang tính ứng dụng cao. Qua nghe nhận xét kiểm tra của đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam với Trung đoàn Bộ binh 28, Trung đoàn Pháo binh 4 và Tiểu đoàn Pháo phòng không 16 trong ngày 14 tháng 11 và báo cáo của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương đơn vị đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, triển khai toàn diện các mặt công tác sát với tình hình nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tập trung giả soát chương trình kế hoạch năm 2022, kịp thời bổ sung công việc mới phát sinh, tổ chức triển khai quyết liệt có hiệu quả nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp với địa phương và lực lượng liên quan, nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng rằng với thành tích đạt được và truyền thống vẻ vang gần 50 năm xây dựng chiến đấu, phát triển, quân đoàn 3 sẽ đoàn kết nỗ lực, Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025.